Xin chào các học sinh. Trong ngày hôm nay thầy sẽ giải chi tiết trong một cái đề ôn tập cuối học kỳ 2 toán 10 theo chương trình sách khoa mới. Các em xem video thấy hay và ý nghĩa thì hãy ấn đăng ký kênh chia sẻ cho các bạn cùng theo dõi để học tập nhé. Sau đây là nội dung cụ thể của đề. Thầy soạn cái đề gồm 20 câu trắc nghiệm và một số cái bài tập tự luận nữa cũng tương đối bao quát các cái kiến thức chúng ta học trong kỳ 2. Đây cụ thể, đầu tiên là phần trắc nghiệm. Câu 1 này là một hộp có 3 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. 3 viên đỏ, 4 viên xanh. Số cách lấy ra hai viên bi, trong đó có một viên bi đỏ và một viên bi xanh bằng. Đấy các em chú ý là lấy ra hai viên nhá. Hai viên trong đó là một đỏ này và một xanh. Thì em thấy là để chọn được hai viên ấy mà có một đỏ ý, thì chúng ta phải chọn trong 3 viên đỏ chưa? Một xanh thì phải chọn trong bốn viên xanh. Thế chọn viên đỏ sẽ có là C1 của 3 cách. Chọn một viên xanh sẽ có là C1 của 4 Thế vậy số cách chọn ấy là tích của C1 của 3 nhân C1 của 4, tức là 3 nhân 4 bằng 12 nhé. Đấy phải chọn một đỏ một xanh Đấy là kết quả như thế. Câu 2 là cho tập M có 5 phần tử là 1 2 3 4 5. Bài toán hỏi là số tập con gồm 2 phần tử của tập M là Đây nhá, số tập con gồm 2 phần tử. Đấy, tức là đây số tập con nó chính là Số cách chọn 2 phần tử trong 5 phần tử thôi Thế số tập con nó chính là C2 của 5 các em nhá Tức là chọn 2 trong 5 ấy Đây là đoán C Thế là nếu mà bài toán hỏi là Số các tập con của M ấy Thì nó sẽ là 215 nhá Nhưng đây là số tập con của 2 phần tử Chính là C2 của 5 Câu 3 là một tủ có 10 học sinh. 10 học sinh này. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra hai học sinh? Chọn ra hai. Đấy, chọn ra hai rồi nhưng phải làm việc tiếp theo đây là để giữ hai chức vụ. Đấy, gồm gì? Tổ trưởng và tổ phó. Tức là số cách chọn ấy chính là tức là chọn ra hai rồi sắp thứ tự thì chính là điều đó chính là chỉnh hợp nhé các em nhé. Đây số cách chọn là chỉnh hợp chập 2 của 10. Nào, chọn ra chỉ chọn ra hai bạn không ấy thì là C2 của 10 nhưng chọn lại sắp thứ tự thì chính là A2 của 10 các em nhé. Đây là đáp C. Nếu mà người ta ghi kết quả là số thì các em phải bấm là chỉnh hợp chập 2 của 10 bao nhiêu. Thì trở lại chỉnh hợp chập 2 của 10 là bằng 90 các em nhé. Câu 3, câu 4. Từ 6 chữ số 1 2 3 4 5 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau? Đấy. Trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 1 và gì? Phải có mặt này. Chữ số 1 và 2. Tức là các em thấy đây là có 6 số đúng không nhỉ? 6 chữ số nhá, bơ phải có 1 và 2. Tức là ở đây các em thấy là cái tập mà 5 chữ số ấy, đây là tức là gọi số cần tìm. Có dạng này. À, A B C D E nhá. Đấy. Và đương nhiên là A B C D E này. Nó phải thuộc cái tập sau đây bắt buộc phải có số 1 và số 2 rồi. Là 1 2 bắt buộc phải có rồi nhá. Và ba số MNP Đấy, trong một là MNP là một trong các số 3 4 5 6 này. Đấy. Thế để làm được bài này thì đầu tiên là các em thấy là Đương nhiên 1 2 nó phải có mặt rồi. Vấn đề là còn MNP nữa thôi. Thì vấn đề B các em thấy là MNP nó là 3 trong 4 số này. Thì đầu tiên các em cần phải chọn là gì nhỉ? Số cách chọn 3 số MNP trong 4 số là bao nhiêu đây? Số cách chọn 3 số M NP trong 4 số 3456 này là C3 của 4 đúng không nhỉ? Thế tiếp theo đây. Thì các em sắp xếp MNP và các số 1 2 ấy vào năm vị trí. Đấy, tiếp theo là sắp xếp nhá. 1 2 MNP vào năm vị trí. À tính là có gì đây? 5 giai thừa cách Đấy, thế vậy là theo quy tắc nhân này các em. Đấy thì vậy là số các số ấy. thỏa mãn ấy, là C3 của 4 nhân với lại 5 giai thừa các em nhé. C3 của 4 thì bằng uh, 4 này. 5 giai thừa là 120 các em nhé. Thì kết quả là 480 số. Đấy, thì đáp án của chúng ta là đáp án A nhé. Đấy, các em chú ý là bắt buộc phải có số 1, số 2. Còn 3 số còn lại phải lấy trong 4 số, 3, 4, 5, 6 này. Đây là câu 4. Câu 5 là bài toán hỏi là cái số tổ hợp chập K của N thôi. Đây cái đoán D thì nó bị lỗi, nó không hiện đây nhờ đã không có đoán B cái không có đoán D các em nhé. Cái đây này. Các em thấy là tổ hợp chập k của n thì mà n giai thừa trên k giai thừa nhân n trừ k tất cả giai thừa trên đáp án B nhá. Thế và các em nhớ là chỉnh hợp chập a của n này, à chỉnh hợp chập k của n này sẽ bằng gì? n giai thừa trên n trừ k tất cả giai thừa nhá. Đây là chỉnh hợp. Thế nên hoán vị là PN ấy, là bằng n giai thừa nhá. Thì nếu mà về các công thức mà tính số tổ hợp chỉnh hợp thì là các em chỉ có ba công thức này thôi. Và một cái rất quan trọng nếu mà trong cái này nó có thêm này mở rộng chút này tức là CK của N là bằng CN trừ K của N nhá. Đây là cái câu về công thức. Tiếp theo câu 6. Khai triển x cộng 2 mũ 16 có tất cả bao nhiêu số hạng Đấy thì các em biết là chỉ số hạng, số các số hạng của nó các em chỉ lấy là 16 cộng 1 hay là 17 thôi Đấy 17 số hạng nha Là n cộng 1 Khai triển A cộng B mũ n thì sẽ có là n cộng 1 số hạng Tiếp theo câu 7 Là bài toán hỏi là số hạng chứa x mũ 4 trong khai triển 2 cộng 3 mũ 5 là số nào Thì các em chỉ khai triển bình thường nữa thôi cái này thì chú mũ 5 trên là có thể làm được ngay đâu. Tức là 2x cộng 3 mũ 5. Thì nó viết nhanh này các em chỉ biết là nó chính là C1 ý. Đấy. Tức là C1 của 5 nhân với lại 2x mũ 4 và nhân 3 ấy. Tính là số đấy luôn nhưng tôi có viết khai triển ra nhá Tức là A cộng B mũ N là C0 của N. Tức là C0 của 5. A mũ 5 tức là 2x mũ 5. Cộng C1 của 5 nhân với lại 2x mũ 5 trừ 1 là mũ 4 này. Và B là 3, 3 mũ 1. Thì các em thấy đây là x mũ 4 xuất hiện trong đây luôn nhá. Thế vậy cái số này đấy chính là số này luôn à Đấy, chính là số này nhá. Thì các em có thể viết kết quả nó ra được. Đây số này luôn nhá, cái này bằng bao nhiêu nhỉ? C1 của 5 là bằng 5 này. 2 mũ 4 là 16 này nhân 3 này nhân x mũ 4 đấy thì bằng bao nhiêu này 5 x 16 là 80 80 x 3 là 240 nhé x mũ 4 thế mà chúng ta có đáp án là đáp án B nhé đấy, câu 7 câu 8 là số điểm mà 5 vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu được cho trong bảng dưới đây đây tức là 5 vận động viên đây Vậy là thứ nhất là 9, 8, 15, 8 và 20. Thì bài toán hỏi là số trung vị của mẫu trên. Số trung vị. Đấy thì các em muốn tìm số trung vị thì các em phải sắp xếp từ bé đến lớn thôi. Đầu tiên là sắp xếp nha, phải sắp xếp lại nha, sắp xếp lại này. Thứ tự từ nhỏ lớn ấy, tức là 8 này, 8 này, 9 này, 15 này, 20 Thì các em biết số trung vị là Ở đây mẫu này là Các giá trị nó là lẻ Cho nên là số trung vị chính là Vị trí ở giữa nhất là 9 đây Đấy, tức là ME Số trung vị là ME các em nhé Đấy, thì là 9, đoạn C Câu 9 Một cửa hàng bán quần áo đã thống kê số áo sơ mi nam của một hãng hát bán được trong một tháng theo cỡ khác nhau được thống kê bởi bảng bên dưới tức là như sau đây các em phải chú ý này cái cỡ 36 ấy, thì nó sẽ bán được bao nhiêu cái nhỉ 20 cái đấy 37 thì bán được 15 38 thì bán được 45 39 thì bán được 30 cỡ 40 bán được 25 và cỡ 41 bán được 10 áo thì mốt trong bảng số liệu đấy đấy thì các em phải biết là người ta tìm mốt thì mốt là cái gì mốt là kiểu là m không ấy nha là giá trị có tần số lớn nhất giá trị có tần số lớn nhất đấy các em phải chú ý cái này này tức là bài toán hỏi là gì cỡ nào bán được nhiều nhất đấy các em ạ thì các em thấy là xoa bán được đây Bán được nhiều nhất chính là cái số 45 này này Đấy 45 bán được nhiều nhất nha Đúng không Thì là giá trị có tần số nhất Thì giá trị có tần số nhất chính là cái số 38 này thôi Đấy Thì số 38 này là cỡ 38 bán được nhiều nhất Cho nên là mốt của nó sẽ là 38 Bán D Câu 10 một mẫu số liệu thống kê có tứ phân vị là Q1, Q2, Q3 có giá trị như trên hỏi là cái hỏi người ta hỏi là gì khoảng tứ phân vị Đấy, khoảng tứ phân vị là cái gì chính là delta q các bạn khoảng tứ phân vị chính là q 3 trừ gì q 1 thôi các em q 3 trừ q một tức là bằng 30 20 trừ là bằng 10 nhá đấy vậy khoảng tứ phân vị là 10 đáp án d câu 11 là một mẫu số liệu thống kê có phương sai bằng 5 thì bài toán hỏi là độ lệch chuẩn đấy thì em thấy phương sai là kiểu là gì s bình bằng gì bằng 5 chưa thì độ lệch chuẩn ấy chính là s này bằng căn bằng hai của gì s bình tức là căn 5 các em nhé đấy căn 5 thì các em thấy là kết quả nó sẽ là xấp xỉ bằng 2,24 phẩy đoạn b đấy phương sai là s bình độ lệch chuẩn sẽ là s là căn bậc hai của S bình. Đấy là một số câu hỏi về thống kê. Rồi sang tiếp là một cái một số câu hỏi về phương trình đường thẳng. Bài hỏi là bài toán đó là phương trình tham số của thẳng D đi qua điểm A tọa độ 3 âm 6 và có vector này là đi qua nhá, đi qua A nhá. Vector chỉ phương U tọa độ như này. Thì cái biết phương trình tham số là gì đây? Thế em viết ngay là x bằng gì? x0 là 3 này cộng với lại AT tức là 4T. Y sẽ bằng Y0, Y0 là âm 6. Cộng với lại BT tức là âm 2T, trừ đi 2T. Anh em kiểm tra thấy ngay đáp án là Thế nha, các em nhìn này. 3 âm 6 thì chỉ có duy nhất án B đấy các em này. Đấy nhá, cái này thì người ta như sau đây. Thì các em vectơ u này 4 2 ấy. thì vectơ u có thể viết thành như các em đặt hai ra ngoài ấy là 2 và gì? Âm -1 nhá. Đấy thì đây 4t mấy trừ 2t thì có thể viết lại ấy. Thì cái này chính bằng gì để? 3 cộng với lại là 2 2a không được. Đấy hoặc là gì? Trừ -6 cộng à trừ gì đây? 2t đặt bằng a ấy, trừ -6 trừ a thôi. Đấy thì chính là đáp án B các em nhá. Đây là câu 12. Câu 13. Đường thẳng D đi qua điểm A tọa độ 1 âm 2 và vuông góc với điểm delta có phương trình qua A này. Vuông góc với đường delta có phương trình như này. Thì có phương trình tổng quát là bao nhiêu? Đấy thì đối với trường này các em minh họa ra là xong nhá. Đây các em phải biết minh họa hình vẽ, học hình thì minh họa ra là xong ngay rồi đi qua điểm A và vuông góc với lại đường thẳng delta. Đấy, đây là hình vẽ thầy vẽ đây nhé. Cái điểm A này là 1 âm 2 vuông góc với đường thẳng delta này. Đấy, thì cái mới là đường delta thì các em biết ngay cái vectơ pháp tuyến của nó rồi. Biết ngay vectơ pháp tuyến này. À, chỉ phương này. Biết ngay vector pháp tuyến này Đấy Thì từ đây các em sẽ phải tìm ra N delta bao nhiêu này Vector pháp tuyến của delta bao nhiêu nhỉ Là lấy hệ số xy luôn nhé Là 2 1 Đấy thì các em tìm ra ngay vector u delta này Đấy u delta bao nhiêu Đảo vị trí và đổi dấu một thành phần tọa độ Đảo vị trí nó sẽ là 1 2 Và đổi dấu một thành phần Thì các em là đổi dấu cái số 2 nhé 1 âm 2 thì chính là u delta nhá đấy các em thấy là u delta nó làm sao mới lại đường thẳng d nhỉ đường d đây nhá d đây thì rõ ràng cái u delta này là vectơ pháp tuyến của d chưa đấy thế vậy để làm cái này chúng ta gì đây vì d vuông góc với delta trên suy ra là vectơ pháp tuyến nd các em nhớ viết vector pháp tuyến là n nhá nó chính bằng U điên ta thôi. Làm như thế này. 1 và gì? Âm 2. Đấy vậy có vector pháp tuyến rồi. Có điểm đi qua là điểm A này rồi. Đấy vậy các em viết thôi. Thế tới xưa phương trình tổng quát của đây là gì? Là 1 nhân x x-1 x-2 y chỉ đi chỉ 2 là y-2 bằng 0 nhé rút gọn ra tương đương là x này trừ 1 này trừ 2y trừ 4 bằng 0 hay là tương đương là gì x trừ 2y trừ 5 bằng 0 đoán B các em nhé đấy, câu 13 tiếp theo câu 14 là tính khoảng cách từ điểm M đối với hẳn delta đây là một câu rất cơ bản rồi đấy thì các em biết là để tính khoảng cách từ M tới delta thì các em thay tọa độ, độ M đây. M delta nhá, ký hiệu này bằng triệt đối này. Các em thay x bằng âm -1 vào đây. Thay y bằng 1 vào đây. Và lấy triệt đối, chia đối của 3 nhân âm -1 này. Trừ đi 4y tức là 4 nhân 1 trừ 3 chia căn bậc 2 tổng bình phương hệ số x và hệ số y bình ấy, tức là 3 bình cộng với gì? âm 4 bình. Đấy thì trên tử các em thấy là trừ -3 trừ -4 trừ -3 là trừ -10 nhá chi đối của chữ 10. Đây trên này căn 25. Thì cái vết chi đối của chữ 10 là bằng 10. Căn 25 là bằng 5. 10 trên 5 bằng 2. Đấy vậy kết quả là đáp án B nhé. Tiếp theo câu 15. Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng sau đây. Đấy delta 1. Delta 2. Đấy vì tương đối thì các em thấy có hai cách làm này. Thầy trình bày cho các em cách 1 nhá thì кем lần lượt lấy cái hệ số này chia hệ số này. Đấy. Đấy, và hai số này chia nhau nhá. Xem nó bằng hay khác thôi. Tức là 2/5 bằng hay khác Trừ -3/6 nhỉ? Đây bằng này nhá, là -1/2, -1/2 này. Xem là cái số cuối nào? 1 chia cho 1 thì bằng 1 thì về cái này khác chưa? Cái này bằng này. Cái này khác này. Thì suy ra là 2 hình thẳng song song. Đấy. Cách 2. Là kem xét hệ thôi. Xét hệ cái phương trình. Tạo bởi Delta 1 và Delta 2. Đó là 2X. Chừ 3Y. Bằng âm 1 này. Và chừ 4X. Cộng 6Y. Bằng 1. Đấy em dùng máy tính cầm tay. Kem bấm ra này thấy nó vô nghiệm nhá đấy vô nghiệm vô nghiệm có hai thẳng song song đấy đấy vậy suy ra là delta một song song với delta hai thế nên cái này có một nghiệm ấy một nghiệm thì suy ra là delta một sẽ cắt delta hai nhá đấy thân vô số nghiệm này vô số nghiệm thì suy ra là delta một trùng với delta hai đấy hoặc cái trường ở trên này cái dấu này là khác em nhá cái này mà khác ấy thì là nó cắt ngay. Đấy, thế còn nếu mà cái này ở bằng nốt ở đây này, hai dấu bằng ấy thì nó trùng nhau nhá. Đấy cách xét như thế. Có hai cách xét các em nhé. Các em xem cách nào dễ thì các làm. Đây là trắc nghiệm cho nên là chúng ta không quan trọng cái trình bày đâu. Câu 16. Làm bài toán hỏi là lập lập phương trình đường tròn tâm y tọa độ, độ âm 3 âm 1 vào r bằng 2. Thì các em biết phương trình đường tròn này Tâm Y tọa độ AB Bán kính R Thì là X chữ A Tất cả bình Cộng Y chữ B Tất cả bình Bằng R bình nhá Thế vậy các em thấy là về phương trình đường tròn này đây. Thế suy ra cái kết quả là gì ạ A bằng 3 này có thể là X chữ 3 tất cả bình Cộng Y chữ B Tức là Y, chữ y chữ 1 là Y cộng 1 thôi tất cả bình bằng R, R bằng 2, tức là hai bình là 4. Đấy. X chỉ 3 bình cộng Y cộng 1 bình bằng 4 đoạn B nhé. Đây một câu cũng cơ bản thôi. Đây là viết hình đường tròn. Một câu hỏi nữa là về xác định tâm bán kính của đường tròn. Tức là tìm tâm và bán kính của đường tròn C có phương trình như trên này. Đấy, thế để làm được bài này thì các em phải nhớ là phương trình đường tròn này và dạng tổng dạng khai triển ấy là x bình này cộng y bình trừ 2 ax trừ 2 bi cộng c bằng 0 thì các em sẽ tìm được tâm y của nó này là lấy hệ số của xy chia đôi đổi dấu đổi dấu trừ thành cộng này chia đôi nữa là còn a b đấy và bán kính r nó là căn bậc hai của số này thôi a bình cộng b bình trừ đi hệ số c này tức là muốn tính được bán kính thì các em bắt buộc phải tìm được tọa độ tâm trước này đấy thế vậy các em thấy là nhìn như này các em thấy là gì đây đối với bài toán này các em thấy thích ngay y là bao nhiêu tâm y hệ số của x là âm hai chia đôi đổi dấu được một này hệ số của y là âm hai chia đôi đổi dấu cũng được một này đấy và bán kính r bằng căn bằng hai của một bình cộng một bình trừ đi c c là âm hai này tức là trừ đi các em viết dấu trừ trước nhá trừ đi trừ 2 đấy thế thành cộng 2 đấy tức là bằng căn bằng 2 của 4 24 4 bằng, bằng 2 thế vậy là tâm y 1 1 r bằng 2 đấy đoán b các em nhé đấy là dung câu 17 câu 18 là elip trong hệ trục tọa độ OXY nào dưới đây có phương trình chính tắc và x bình trên a bình cộng y bình trên bình bằng 1 trong đó là các em chú ý này a lớn b em phải chú ý này nhá chúng ta chỉ xét cái dạng này thôi này a lớn b lớn không thế còn trước đây ý, người ta xét đủ ý, thì có thể là b lớn a nhưng đây đã quy định a lớn b lớn không rồi có nghĩa là cái trục lớn đấy chiều dài của elip phải hơn chiều rộng nhá chiều dài phải nằm ngang thì em thấy này Elip thì em biết ngay là gì? Tâm đối xứng ấy. Là điểm gì? Là O ấy, không không này này. Là gốc tọa độ. Thế vậy các em đoán A các em loại ngay. Bởi vì tâm đối xứng đây không phải là tâm đối xứng của nó. Đoán C cũng loại ngay này. Đây không phải tâm đối xứng. Chỉ còn B và D. Thì cái chiệp này này, cái chiệp này em thấy là trục lớn nó là B lớn A chưa? Đấy còn chiệp này đây. A lớn B đây. Thế chứ ăn D đây nhá. Đấy, O đúng là tâm đối xứng này. Đây cái này lúc trước học thì có cái trường trên này Tức là trục lớn là nằm trên OI Trục nhỏ là OX Nhưng bây giờ chúng ta học là trục lớn nằm trên OX Đấy trục lớn nằm trên OX đây Trục lớn đâu là trục lớn phải lớn trục bé đây Thế nó như này Vậy chúng ta đã ăn D nhé Câu 19 Là phương trình của elip ứng với hình vẽ dưới đây là Đấy cái này thì rõ ràng quá rồi em thấy đây là số chính là âm 5 nhá mà gì? 5. Thì vậy thì đây các em từ hình vẽ này. Đây là 2 này, âm 2 này. Thế thì các em sẽ tìm ra được là trục lớn là bằng 10 rồi. Hay là A bằng 5 các em. B bằng mấy nhỉ? B bằng 2 luôn. Đấy, trục lớn là 10, trục bé uh, là 4. Hoặc các em nhìn đây. Đây chính điểm A2 này. A2 là có tốc độ là A, A0 các em nhé. Đấy, Tức là cái điểm này chính là 50 không? Đây em tìm được A bằng 2, A bằng 5. Và cái điểm này là điểm B. B2 này là tốc độ là 0 B thì B chính bằng 2 luôn. Thế vậy A bằng 5 B bằng 2 thì phương trình chính tắc sẽ là x bình trên a bình tức là x bình trên 25 chưa? Cộng y bình trên b bình tức là y bình trên 4 bằng 1. Vậy đáp án D nhá. Ở đây là nhìn vào hình dạng, nhìn vào đồ thị mà đoán phương trình. Đấy. Thấy câu 19. Tiếp theo câu 20 là phương trình nào sau đây là phương trình chính thức của elip có độ dài trục lớn bằng 10. Độ dài trục lớn bằng 10. Tiêu cự bằng 6. Đấy thì đây các em suy ra ngay thôi. Trục lớn tức là 2a chưa? Trục lớn này. Là 2a là bằng 10 nhá. Tiêu cự này. Tiêu cự chính là f1f2 chính là 2c nhá. Là bằng mấy luôn đây nhỉ? Bằng 6. Thế từ đây các em sẽ phải tìm ngay là A không? A bằng 5 C bằng 3 không? Đấy thì các em phải tìm ngay được B không B bình bằng gì nhỉ A bình trừ C bình Thì các em nhớ cái elip là Có là A bình bằng B bình cộng C bình nhá Trong đó là A lớn nhất ấy Cộng C bình đây Đấy các em thay ngay thôi A là 5 bình phương là 25 Trừ đi C là 3 bình là 9 Bằng 16 thôi Đấy vậy phương trình chính xác của elip là X bình trên bao nhiêu này 5 bình là 25 nhá cộng y bình trên 16 bằng 1. Đấy đoạn D nhé. Đấy thì đây là nội dung 20 câu trắc uh, nghiệm. Các phần tự luận kem em nhé. Tự luận thì thầy sẽ giải uh, các bài toán về nhị thức Newton này, uh, phương trình elip này, phương trình đường tròn này và một cái uh, bài toán liên quan tới hoán vị trình hợp tổ hợp uh, vận dụng, vận dụng cao ấy. Bài câu 1 là bài toán nhị thức Newton. Đầu tiên là ý A là khai triển biểu thức sau. 2x Hãy xem nhé. Thở thầy cái này. 2x 3y tất cả mũ 4. Không mũ cũng 5 Đấy, để làm cái này em thấy là 2x này 3y mũ 4. Đây, thế là C0 của 4 không? A chính là 2x mũ 4 cộng với lại c1 của 4 2x mũ 4 1 là 3 và -3y mũ 1 cộng với lại c2 của 4 2x mũ 4 2 là 2 và -3y mũ 2 cộng với lại là c3 của 4 2x mũ 4 3 là 1 và -3y mũ 3 và C4 của 4. 2 mũ 0 là bằng 1 rồi. À, trừ 3i mũ 4. Đấy các em tính này ra C0 của 4 là 1 này. 2 mũ 4 là 16 nha. X mũ 4. Đây cộng cái này. Đây cái, cái, dấu trừ này. Trừ 3 là dấu trừ ra ngoài nha. C1 của 4 là 4 này. 2 mũ 3 là 8 này. X mũ 3. Đấy cộng này. C2 của 4 là bằng 4312. Trang lệch 6. lệch 6. Đây 4 bằng 6 nha 2x bình, 2 bình là 4 này X bình 3, chứ 3 bình là 9 nha Y bình Đấy, cái này đến mũ lẻ đây là trừ này Trừ nha, C3 của 4 là 4 này 2x là nhân 2x này Trừ 3 mũ 3, 3 là 27 Y mũ 3 Và cộng cuối cùng đây C4 của 4 là 1 rồi Trừ 3 mũ 4 là 81 nha Y mũ 4 Đấy các em tính cái này ra là xong đây. 16x14 này, 16 x mũ 4 này. Trừ đi 48 là 32. À cái này thiếu y trên đây nhá. 8 x mũ 3 là còn đây, cái này thầy cần thiếu cái này một chút đây. Đây, cái 3 nhân nhân với lại là 3y nữa. Đấy trừ 32 này.

Đây trừ 4 x 2 là 8 8 x 2 là 7 8 x 2 là 16 này 7, 8 x 7 là 56 nữa Là cũng là 216 nha X Y mũ 3 Và cộng này 81 Y mũ 4 Đấy những cái này các em lấy máy tính bấm lên nhé Nhưng các em chú ý cái dấu trừ này Thì nó phải đan dấu này có dấu trừ thì kết quả phải đan dấu vị trí thứ hai đây đấy nhớ đan dấu nhá Các em mà viết dấu cộng hết là sai đấy nhá thế là ia ib là tìm số hạng chứa x mũ 8 trong khai triển của nhị thức newton 2x bình trừ 1 trên x mũ 10 Cái này mũ lớn rồi thì Các em viết khai triển nó sẽ khó Thôi đối trường này thì các em phải làm theo cái cách là Số hạng tổng quát đấy thôi Đấy đây cái này các em viết ngay là A sẽ bằng là 2x bình nhá B sẽ là âm 1 trên x nhá Đấy thì số hạng tổng quát này Của khai triển Là T nó bằng như sau đây Nghĩa là TK cộng 1 như là viết T rồi Là CK của N A Tức là 2x bình Mũ N trừ K đây, a mũ n trừ k này thầy viết nha, viết tung công thức nha, a mũ n trừ k nhân b mũ k. Đây các em nhìn thay rồi. N là 10, tức là ck của 10. A chính là 2x bình mũ 10 trừ k. B tức là 1 trên x tất cả mũ k. Đấy sau đó các em rút gọn đi thôi. CK của 10 nhá. Đây, cái này nhà, mũ này, mũ thì đầu tiên là 2 mũ 10 chia k trước. Rồi đến x. Đấy. X mũ 2, 2 nhân 10 chk ấy. Mũ thì là tích a mũ m tức là mũ n thì a mũ m nhân n ấy. Đây còn cái này là à, trừ 1 mũ k này. Trừ 1 mũ k chia x mũ k nhá. Đấy thì em rút gọn cái này nha Nó sẽ bằng như sau đây Là để mũ trừ 1 mũ K ra ngoài là trừ 1 mũ K Nhân CK của 10 Nhân với lại là 2 mũ 10 trừ K Đấy thì còn X này A mũ M trừ A mũ N thì A mũ M trừ N nhá Cái này nhân vào X mũ 2 nhân 10 là 20 Trừ 2K và trừ K nữa Chia là trừ mà các em Đấy tính chất các em biết rồi Thế vậy cái này chính bằng gì đây? Trừ 1 mũ K CK của 10 Nhân với 2 mũ À cái này là 2 mũ 10 trừ K Mũ 10 trừ K nhé Và nhân x mũ 20 Trừ 3 K Đấy Thì cái bếp là gì? Số hạng chính mũ 8 ấy Thì cái số mũ này phải bằng 8 này Đấy bài toán hỏi là gì? Số hạng chính mũ 8 mà Đây số hạng chứa gì x mũ 8 là ứng với k thỏa mãn là gì 20 trừ đi 3k bằng 8 đấy thì các em phải tìm được k bằng 4 không đấy k bằng 4 nha tức là 3k sẽ bằng 8 chứ 20 trừ 3k bằng 8 chứ 20 là trừ 12 thì k bằng 4 Thế vậy thì số ra số hạng chính mũ 8 là gì nhỉ? Vậy cái số hạng cần tìm là gì đây? Hạng cần tìm nhá. Là Đây các em thay cao bằng 8 4 mà là xong tức là trừ 1 mũ 4 này. Nhân với là gì? C4 của 10. 2 mũ 10 trừ k tức là 2 mũ 6 và x mũ 8. Đấy số hạng là số hạng này. Thế các em viết thế này được rồi nhá. Thế thì các em nhân vào nữa, còn không có các em để nguyên thế là xong. Đấy thì đây chính là cái nội dung uh, câu 1. Tiếp theo câu 2 các em nhé. Là câu 2 là cho cái biểu đồ sau ghi lại nhiệt độ lúc 12 giờ trưa tại một trạm quan trắc trong 10 ngày liên tiếp. 10 ngày. Đơn vị là độ C. Đấy, tức là trục ux là là ngày nhá còn trục y là ứng với độ c ấy. thì bài toán hỏi là ia là viết mẫu số liệu thống kê cho biểu đồ trên Đấy, mẫu số liệu là kem chuối này tức là ngày thứ nhất ấy, thì nó sẽ là 23 này ngày hai là 24 mươi em viết thứ tự ra thôi đây viết mẫu số liệu thì đây, đây mẫu số liệu là 23 này 24 này thì em viết thành một hàng ngang nhé 24 này 32 này 29 này 25 này 24, 23, 24, 25 Đấy, tức là mẫu số liệu là em viết như này A, A à, xong nhá Y, B là tính nhiệt độ trung bình của mẫu số liệu trên Đấy, tính nhiệt độ trung bình thì à, Thì em sắp xếp lại đã sau viết được. Như trung bình thì sắp xếp lại này. Bởi vì chúng ta cần tính số trung vị và tứ phân vị mà, kem sắp xếp lại nào. Nhỏ nhất là bao nhiêu này? 23 nhá. Các xem có mấy 23 là có 2 này. 23 23 24 là có 4 số nha. 24 này. 25 là có 2 này. rồi là 29 này, 2468 29 này, 32 này. Đấy sẽ lại. Thế thì đây là tính nhiệt độ trung bình, x trung bình thì sao này? Sẽ bằng là 23 x 2 này, tức là 2 x 23 cộng với lại là 4 x 24, với 24 suốt 4 lần. Cộng với lại là 2 x 25 cộng 29 cộng 32 chia cho 10 các em nhé. Đấy cái này chúng ta lấy máy tính ra bấm thôi nhá. Đây chúng ta lấy máy tính bấm nhá. Là 23 x 2 là 46 này. Cộng với là 24 x 4 là 96 này. Cộng với lại 25 x 2 là 50 này. Cộng 29. Cộng 32. Chia 10 các em nhé. Đấy. Là bằng phẩy 25,3. Đấy nhiệt độ trung bình trong 10 ngày là 25,3 độ. Thế là bằng cụ thể luôn nhá. Đấy 25,3 độ. Bây giờ bài toán yêu cầu là tính trung vị của nó và tứ phân vị. Đây thì em đầu tiên là tính trung vị nhá tứ phân vị tức là q1 q2 3 ấy. Trung vị thì các em quan sát này, cái mẫu số liệu này là 10 nhá. Đây. Mẫu số liệu là có 10 này, các em thấy là vậy là trung vị đây các em đếm này, 1 2 3 4 5 6. Thế là vị trí này tính trung vị các em phải tính ở vị trí hai vị trí này. Đây, vị trí 5 vị trí 6 nha đây. Đấy, mẫu chẵn này các em phải lấy hai số này cộng lại chia đôi trung vị này là ME chính là 24 cộng 24 trên 2 các bạn. Thì đúng bằng 24 nhá. Và cái này là chính là Q2 nhá. Số trung vị chính là Q2. Tứ phân vị các em phải tính Q1 này. Đây thì cái này nó chia mẫu số đều làm hai phần. Phần thứ nhất đây. Đấy, phần thứ hai đây. Đấy. Thế về trung vị của mẫu thứ nhất đây là 23 23 24 24 24. Thế vậy Q1 cũng chính bằng 24 nhá. Đấy và Q3 này. Đây, cái mẫu này trung vị đây, vị trí này đây. Đấy là 25 nhá. Đấy, thế vậy là tứ phân vị Là Q1 bằng 24, Q2 bằng 24 và Q3 nó bằng 25. Đấy là tứ phân vị. Thì đây là tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị. Từ đó xác định giá trị bất thường của mẫu số liệu. Đấy thì đầu tiên là khoảng biến thiên nhé các em nha. Khoảng biến thiên này. Đấy, khoảng nguyên thiên này chính là giá trị lớn nhất trừ giá trị nhỏ nhất đấy, các em ạ. Là delta x nha. Nó bằng là giá trị lớn nhất là 32, giá trị nhất là 23 là 32. Là bằng 9 các em nhé. Đấy, khoảng nguyên thiên. Cái thế là khoảng tứ phân vị chính là delta q ý. delta q nó sẽ bằng là q3 trừ q1 cho các em nhá. Q3 là 25 trừ 24 bằng 1 nhá. Đấy. Thế bây giờ từ đó xác định giá trị bất thường. Đấy, thế để tính giá trị bất thường thì các em phải tính cái cái khoảng sau đây. Là Q1 trừ đi 1,5 delta Q đến tính cái đoạn này nó đến Q3 cộng 1,5 delta Q đấy thế Q1 cho em thấy là Q1 là bằng 24 rồi nhá trừ đi 1,5 delta Q đã quy 1 rồi tức là trừ đi 1,5 đến gì Q3 là bằng 25 cộng 1,5 delta Q tức là cộng 1,5 nhá Thế tức là cái này sẽ bằng bao nhiêu này? 24 trừ 1,5 là bậc 21. 22,5 nhé. Đến 25 với là 25 cộng 15 là 26,5. Đấy thì các em xem những giá trị bất thường là giá trị nào. Giá trị nào không thuộc đoạn này thì đấy là giá trị bất thường. Thì các em thấy là giá trị bất thường này. 26,5 thì có 29 và 32 không? 29 và 32 không thuộc cái khoảng này. Vậy ta có đây. cái số 29 này và số 32 ấy là không thuộc cái đoạn gì từ 22,5 đến 26,5 tiên nó là giá trị bất thường, tiên suy ra là cái giá trị bất thường ấy. Đấy là 29 và 32. Đấy. Đây là một cái bài mà cũng hỏi tương đối đầy đủ có cái công thức tính nhá. Thế anh em muốn tính nha, phương sai độ lệch chuẩn nữa thì các em có ý trung bình rồi. Có thể tính ngay được phương sai độ lệch chuẩn nhá. Công thức có rồi các em nhá, trong video đề 1 thì thầy đã giải các bài đấy rồi. Thì các em xem hai video này là là nó tương đối ổn để thi đấy nhá em nhá. Lấy tiếp theo câu 3. Là trong một cuộc thi nghề, người ta ghi lại thời gian là đơn vị bằng phút hoàn thành một sản phẩm của một số thí sinh ở bảng sau. Theo đơn vị phút nha hoàn thành một sản phẩm của một thí sinh ở bảng sau. Đây cái bảng này đã sắp xếp sẵn rồi nhé. Đây của một số thí sinh. Đây có nghĩa là Bảng này các em xem là có mẫu số liệu nó là bao nhiêu nhá. 3 này, 6 này, 9 này, 12. Đấy tức là sẽ có 12 thí sinh đấy. Cái A này. Hãy tìm số trung bình, số trung vị, tứ phân vị của các thí sinh trên. Đấy các em số trung bình này, x trung bình em tính luôn nhá. Sẽ bằng sau này 5 này. Cộng số xuất hiện 3 lần là 3 x 6. Cộng với lại là số 7 xuất hiện là 5 lần nha, 5 x 7. Cộng với lại là 2 x 8. Và cộng với lại là 35. Chia. Kích thước mẫu là 12 nhé. Đây các em tự bấm kết quả nhé. Về đến tứ phân vị này. Thì mẫu này là có 12. Kích thước là 12. Cho nên là. Đây là chẵn Cho nên là các em sẽ phải lấy cái vị trí thứ trí 6 và thứ 7 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây 6, 7 đây. Đấy từ đây các em sẽ tính được ngay là tứ phân vị tính q 2 nhé ta có Q2 sẽ bằng gì? 7 cộng 7 trên 2 là bằng 7 nha. Đấy, thế bây giờ, cái cụ đề Q2 đây, Q2 đây nha. Nó chia cái mẫu làm 2 phần. Đấy. Q2 đây. Thế bây giờ cái mẫu thứ nhất này. Q1 thì đây, Q1 cái phải tính hai vị trí này, tức là 2, 4, 6 này. Đấy tổng hai số này chia đôi. Thế bây giờ Q1 có bao nhiêu này? Thế là 6 cộng 6 Trên 2 ấy, là bằng 6 nha À Q3 Đây phải, phải, phải lấy Đây cái này là cũng có 6 giá trị Trên là Q3 nó phải lấy 7 cộng 8 chia 2 Là 7,5 nha Đấy Thế vậy là Q1, Q2, Q3 lần lượt bằng đây Vậy Tứ phân vị là Q1 bằng 6, Q2 bằng 7 và Q3 bằng 7,5 nhé. Đây là A. Cái này B này. À, đây các em phải tính trung bình nhá, tính trung bình bằng bao nhiêu? Đấy, có cái nhận xét mà. Thế là tính trung bình của cái này thì là các em sẽ bấm là 5 này. Cộng 3 x 6 là 18 này. Cộng với lại là 5 x 7 là 35 này. Cộng với lại là 2 x 8 là 16 này. Cộng với lại 35. Chia 12. Đây xem kết quả nha. 9,1. đây là đúng 12 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. 5 này. Cộng 3 x 6 là 18 này. Cộng với lại là số 7 xuyên 5 lần. Là 5, 35. 35 cộng 16. Cộng 35. Đấy thế về giá trị trung bình của nó sẽ bằng 9,08. Thì nó chỉ 9,1 nhá Đấy, đấy chúng mình là 9,1. Thế vậy là năm ngoái thời gian thi của các thí sinh có số trung bình và số trung vị đều bằng 7. Đấy, các em thấy là trung vị đây này, cái này cái này trung vị cũng chính là bằng uh, bằng Q2 nhá. Tức là cái này đây. Cái này là ME đây này. Đấy, ME bằng 7. Số trung bình và số trung vị đều bằng 7. Em hãy so sánh thời gian thi nói chung của các thí sinh trong 2 năm. Thì các em thấy là thời gian thi như này à. Năm nay là chi, thời gian trung bình là 9,1 Năm trước là 7 chưa Thì rõ ràng ấy Thời gian này Đây các em thấy là số trung vị của hai cái đều bằng nhau nhé Thì là 7 đúng không Số trung vị đều bằng nhau Nhưng mà cái thời gian thi của năm nay là lớn hơn năm ngoái chưa Đấy Thời gian Làm bài Trung bình ấy Của năm nay là cao hơn năm ngoái nha. Đấy, cho dù là cái 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 số trung vị nó bằng nhau nhưng mà cái giá trung bình như thế tức là thời gian làm bài của năm nay là là cao hơn. Tức là cái cái sức học của năm nay là yếu hơn các em ạ. Đấy, tức là nhìn vào số trung bình này, 9,1 và 7. Đấy, đây là câu 3 nhá. Tiếp theo câu 4 này là một số bài toán về elip là elip ý nhé là cho elip e có phương trình như trên x bình trên 25 cộng y bình trên 16 bằng 1 hãy xác định tọa độ tiêu điểm tọa độ các đỉnh độ dài các trục và tiêu cự đấy là một câu rất cơ bản đấy nha thì đối từ phương trình chính thứ của elip này thì phương trình chính tắc là gì nhỉ x bình trên A bình cộng Y bình trên B bình bằng gì đây? Bằng 1. Thì so sánh hai phương trình thì ta có là gì nhỉ? A bình là bằng 25 nhá B bình là bằng gì? Bằng 16. Thế vậy các em sẽ tìm ngay được là A bằng 5, B bằng 4. Và từ đây các em thấy là C bình bằng bao nhiêu? A bình chữ B bình tức là 25 chữ 16 ấy là bằng 9. Thế là chưa C bằng gì? C bằng 3 nhá. Thế lại biết được A này, biết được B này, biết được C rồi. Thế bây giờ các em xem là tôi tiêu điểm thôi. Ừ. Tiêu điểm thì là đây vậy suy tiêu điểm nhá. Tiêu điểm này F1 là trừ C 0 hay chính là bao nhiêu đây? Là trừ 30 ấy. Đấy, F2 là 3 0. Đấy. Tiêu điểm này. Đỉnh này. Đỉnh nằm trên trục lớn này tức là A1 là A0 tức là âm trừ A0 tức là trừ 5 0. A2 là 5 0. Đấy. Đỉnh nằm trên trục tung này là B1 là trừ B. À 0 và trừ B tức là 0 và âm 4. Đỉnh B2 là 0 4. Đấy. Thì độ dài trục này. Trục lớn là 2A nhỏ là bằng 10 nhá. Trục bé là 2B nhỏ. 2B 2 x 4 là 8 nhá. Tiêu cự này. Tiêu cự chính là 2C ấy. Tức là 2 x 3 bằng 6 nhá. Đấy. Tức là bài toán này từ phương trình của Elip thì các em xác định các yếu tố này thôi. Và tâm sai này. Nếu các anh tâm sai đấy các phải là tâm sai nhá. E là bằng C trên A. C là 3, A là 5. Đấy tâm sai E bằng 3/5. Đấy là một số cái yếu tố liên quan cơ bản nhất đấy nhá, cái câu này các em nhá. Có thể xuất hiện trong trắc nghiệm thêm nữa. Đấy, A. Ý B là bài toán lập phương trình chính tắc của elip. Là bài toán yêu cầu là lập phương trình chính tắc của elip E biết elip cắt trục ox tại điểm A1 âm 50 mà có tiêu điểm là F203. Đấy thì đối với cái bài toán này thì các em thấy ngay là để lập phương nhé. của elip thì đầu tiên phải giả sử này. Phương trình chính tắc của elip có dạng sau đây. Là x bình trên gì nhỉ? A bình cộng gì? Y bình trên B bình bằng 1. Đấy, thì các em phải xác định AB là xong nhá. Thế vì gì nhỉ? Điểm A1 có tốc độ bao nhiêu đây? Bằng âm 5 0. Thì A1 thì nếu mà theo đúng thì là có phải là trừ C và A và 0 nhá. Đấy, thế em suy ra ngay là gì nhỉ? A bằng 5. Đấy là điểm thứ nhất xong nhá. Tức là từ A1 thì biết được A này. Tiêu điểm thứ là tiêu điểm vì tiêu điểm F2 bằng gì? 3 3 0. Mà tiểu điểm 2 có tốc độ là gì? C và 0 các em nhá. Trên các em suy ra là C bằng gì? C bằng 3. Đấy, thế A bằng 5 C bằng 3 thì các em tìm được B thôi. Thế tới suy ra B bình không có nhiều. Chắc là A bình trừ C bình hay là 25 trừ 9 thì bằng bao nhiêu này? Bằng 16. Đấy. Thế thế các em sẽ suy ra ngay là phương trình chính xác của elip là gì? là x bình trên a bình tức là y bình trên 25 đấy nhá. Cộng y bình trên b bình tức là y bình trên 16 1. Đấy, đấy b là phương trình nhé, clip để kem thì cần xác định A, B, C thôi. Tức là vấn đề ở đây chỉ xác định như này này. A, B và thay vào phương trình này là xong Hoặc là xác định cả C nữa Và nhớ cái biểu thức liên quan là A bình này Bằng B bình cộng C bình nhá Đấy là cái căn bản nhất đấy em nhá Biết AB thì tìm được C Biết BC tìm được A Đấy Và biết AB tìm được C Đấy thế đâu Đây là ý B Còn ý C Là lập phương trình chính tắc của ellipse E Biết chu vi hình chữ nhật Cơ sở là 20 Và E có tâm sai là bằng căn 5 trên 3 Đấy Thì nếu trường này thì thấy minh họa ra các em cụ thể đây minh họa cụ thể nha à, elip hình dạng đó Đấy, mình họa cái hình dạng elip như sau các em nhá. Thế từ đây các em sẽ biết là hình chữ nhật cơ sở là cái gì? Đây là A này. A1 là trừ A 0. A2 là A0 này. Đây là B1 là 0 âm B. B2 là 0 và B nhá. Còn tiêu cự đây. F1 là trừ C, 0. Đấy, tiêu điểm F2. Đấy, hình dạng elip như này các em nhé. Thế về hình chữ nhật cơ sở là cái hình như sau đây các em này. Đây, thầy vẽ hình, hình chữ nhật cơ sở nhé. Hình chữ nhật cơ sở là cái hình mà đi qua là một cái, 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 đi qua bốn đỉnh, của elip đấy tức là bốn cái đường thẳng đi qua bốn đỉnh của elip thôi Đấy, chữ nhật cơ sở sẽ như này đây. Ừ. Anh em mình hình chữ nhật cơ sở chưa? Đấy, nhìn nó đẹp chưa nhỉ? Đây, đây hình chữ nhật cơ sở nhé, nên nó sẽ có phương trình là gì nhỉ? Đây là đường thẳng song song trục trung như là có là x bằng a này. y bằng b này. Đây là x bằng trừ a này. Và đây là y bằng gì? Trừ b. Đây là cái hình chữ nhật cơ sở đây. Đây là hình mà ngoại tiếp elip và đi qua bốn cái đỉnh của elip ấy. Đấy, thì các em thấy là gì đây? Cái độ dài cái này ví dụ hình chữ nhật các em đặt là mnpq nhá. đặt cái độ dài này là bốn đỉnh MNPQ. Đấy thì các em biết là diện chu vi nó là bao nhiêu? MN là bằng 2A nhá. Đấy, hình chữ nhật cơ sở là có cạnh là một cạnh là trục lớn, một cạnh là trục nhỏ. Đấy. Thế là giả sử hình chữ nhật cơ sở ấy là MN PQ. Đấy, với gì đây? MN thì bằng 2A à, NP Thì bằng 2B nhá Thế vậy em thấy là chu vi là gì nhỉ Chu vi nó sẽ chính là 2 lần A cộng B không Đấy giả thiết đây này Chu vi bằng 20 là bằng 20 đấy Đấy và tâm sai này E chính bằng C trên A nhá Là bằng gì đây Căn 5 trên gì trên 3. Đấy vấn đề là các em chỉ giải cái hệ này. Là xong. Là tìm được ABC. Đấy các em phải giải cái này là xong nhá. Cái đây các em thấy là 2A Lần A cộng B bằng 20. Các em phải suy ra là gì? A cộng B bằng 10 không? Đấy và C nó sẽ bằng gì đây? Căn 5 trên 3. Của A Đây nếu mà các em thấy là Nếu mà làm Làm trách nhiệm thì các em để dự án Dự án được ngay này A cộng B bằng 10 A lớn B thì các em sẽ thấy cái cặp là A bằng 6 B bằng 4 ấy, Là hợp lý nhất đây này A bằng 6 B bằng 4 ấy, Là được Thì các em thấy C nó chỉ bằng 2 căn 5 A bằng 6 Đấy Thế nhưng mà đối với cái trường này đây là do làm tự luận chứ em không thể suy luận như thế được nhá. Có thể A, B nó lẻ nữa cơ mà. Đúng không? C cũng có thể lẻ mà. Không mà nhất thiết phải số nguyên đâu. Thế bắt đầu từ đây các em phải giải cái, cái hệ thôi. Đấy thì cái từ suy ra này nhá, thế cái từ đây tương đương ra tiếp này. Là A cộng B bằng 10 thì C bình sẽ bằng gì? 5 phần 9 A bình không các em? Nào C bình nhớ bằng gì? A bình trừ B bình nhá. Đấy, tức là các em lập một cái hệ trừ B. biết C thì biết biết một phương trình của AB mà. Đấy vậy cái này tương đương nhá. A cộng B bằng 10. Và A bình trừ B bình 5 5 A bình trên 9 thì có phải là A bình này trừ đi 5 phần 9 A bình sẽ bằng B bình. Đấy thì các em chuyển đây sang đây này chuyển cái B bình sang bên này này. Đấy. Thế tương đương nhá. Kem rút B này bằng 10 trừ A. Thế bên này A A bình trừ 5 A bình thì là bằng 4 A bình trên 9. Đây bằng 4 A bình trên 9 nhá. Thì bằng B bình. Đấy kem thế 1 và 2 thôi. Thế thế suy ra nhá. 4 A bình sẽ bằng gì? 9 B bình. Đấy kem thay B bình vào thôi. Tương đương là 4a bình này bằng 9. b bình thì các em thấy là chính là 10 trừ a tất cả bình không? Các em giải phương trình bậc 2 này là xong nhá. 4a bình này bằng 9. 10 bình là 100 trừ đi 2ab trừ đi 20a và cộng với a bình. Đấy, vậy tương đương nào? Là 9a bình trừ anh là 5a bình nhá, rút gọn luôn nhá. trừ 180a và cộng 900 bằng 0. Đấy, các em chuyển A bình cho này. Vậy cái tương đương này, chia 5 đấy nhá là A bình trừ 36A cộng với là 900 chia 5 ấy, thì là 180 nhá bằng 0. Thế này các em sẽ bấm được nghiệm ra đây A bằng 6 Thế A bằng 30 à? Thế em thấy là A bằng 6 này. Thế A bằng 30. thì em thấy A bằng 30 thì là lớn 10 loại nhé. Đấy vậy chỉ có A bằng 6 thỏa mãn thôi. Cái này loại này. Bởi vì A dương mà A cộng B bằng 10 thì A phải nhỏ hơn 10. Thế A bằng 6 thì A 6 cái em phải tìm cái B bằng 4 không? Đấy A bằng 6 B bằng 4. Thế coi như là xong thôi. Thế vậy thì dưới suy ra phương trình chính tắc của S là gì đây? x bình trên 6 bình là 36 nha cộng y bình trên 16 bằng 1. Đấy, đấy chính là nội dung của câu C nhá, bài trình elip. Nó có thể có một số bài toán khác nữa nhưng mà thầy trình bày cái dạng nó tương đối cơ bản một chút và đầy đủ dạng. Còn cái vận dụng cao đâu nữa thì phải có thời gian rèn luyện nhiều mới được em nhé. Và tiếp theo chúng ta sang sẽ là một số bài toán về lập phương trình đường tròn. Và câu 5 này, lập phương trình đường tròn trong các trường sau. A yeah, là lập phương trình đường tròn có tâm Y tọa độ 1 âm 1 và có một tiếp tuyến là delta như thế này. Đấy thì đối trường này các em minh họa ra ngay là được thôi. Đơn giản thôi các em nhé, không khó đâu. em quan sát thì biết ngay đâu Đấy, đường tròn tâm Y này có một tiếp tuyến, cái tâm Y nhá, là một âm một tiếp tuyến là delta, Đấy, tiếp tuyến delta đây. Thì các em lập cái đường tròn đấy thì có tâm rồi, các em hãy nhìn thấy có tâm chưa, có tâm y chưa? Còn thiếu bán kính đúng không nhỉ? Thế em quan sát đây, bán kính chứ đây này. Đấy, đường thẳng delta là tiếp tuyến của đường tròn đúng không? Thì bán kính R chính là khoảng cách từ điểm Y theo đến delta đó. R này. Đấy. Điểm tiếp xúc là H đây. Thế bán kính R chính là IH thôi. IH chính là khoảng cách từ Y tới delta là xong thôi. Đấy. Tức là vì gì nhỉ? Trình bày này. Vì delta là gì? Tiếp tuyến của gì? Đường tròn C tâm Y. Trên sự là bán kính R của đường tròn ấy ra bán kính này. R nó chính là khoảng cách từ điểm Y tới điểm thẳng delta các em nhá. Cái khoảng cách thì em biết rồi, tính được ngay rồi. Khoảng cách delta sẽ bằng các em tọa độ Y là 1 âm 1 rồi, x thay bằng âm 1, x thay bằng 1, y thay bằng âm 1 vào tức là chia đối của 5 nhân 1 trừ 12 nhân y tức là 12 nhân trừ 1 trừ 1 chia căn bằng 2 của 5 bình cộng với lại âm 12 bình Đấy bằng nhá. Là 5 cộng 12 là 17, 17 chứ 1 là 16. Đúng nhỉ? 16 nhá. 16 chia căn bậc 2 của 5 bình cộng 12 bình nó chính là căn bậc 2 của à 144 hay là 169 đấy các bạn. 169 chính là 13 ấy nhá. Đấy vậy cái này chính bằng bao nhiêu? Là 16 phần 13. Đấy, Thế vậy em thấy là có tâm có bán kính rồi R bằng đây rồi Vậy là phương trình thôi Thế số phương trình của đường tròn C là gì đây Phương trình đường tròn C Là x trừ đi x0 Tức là tọa độ y là x 1 bình nhá Cộng với này là y Trừ đi 1 là y cộng 1 bình Bằng 16 phần 13 Tất cả bình Đấy, đây là y cơ bản đấy nhá Y A Y B là đường tròn C đi qua điểm A có tốc độ 1 âm 2 Và tiếp xúc với đường thẳng Delta Đấy, đi qua điểm A 1 âm 2 nhé Đấy, tiếp xúc với đường thẳng Delta Tại điểm M Có tốc độ 1, 2 Đấy, thì cái bài này cũng tương đối uh, Gọi là cái mức vận dụng một chút đấy Thế thì các em thấy chú ý là để làm nhất là để làm bài toán hình học ấy thì cái quan trọng nhất là các em phải minh họa được hình của nó ra. Minh họa được hình xong cái là các em sẽ thấy ngay là cái bài toán nó sẽ giải quyết được một nửa nhá. Đấy thì bây giờ vấn đề đây. Đi qua điểm A tiếp xúc đẳng delta tại điểm M. Đây thì thầy minh họa cho các em đây nhá. tiếp xúc delta tại điểm M đường tròn nhá Đấy, hình vẽ như thế này các em nhé. Đây điểm M nhé. Tốc độ 1,2 hai. Đấy, delta đây. Tiếp xúc delta điểm M. Tâm Y đây nhá Và gì lại đi qua điểm A nữa A là 1 âm 2 này Thế vậy các em thấy là gì đây Đường à, tròn mà tiếp xúc với đường delta tại điểm M ấy Thì đương nhiên là IM nó phải vô với delta này Các em quan sát đây nhá Tiếp xúc với delta tại M đây Cuối là đường thẳng đường tròn Y ở à, tâm đường tròn ấy nó phải nằm trên cái đường thẳng đi qua m và vuông góc với lại delta chưa đấy và các em thấy là ia bằng đi qua điểm a tức là ia bằng r này đấy tức là hai cái này đều là bán kính đây nhá em quan sát này theo thì bài toán này có hai cách giải này một cách là các em đặt y tương độ với y thì IA bằng R, IM cũng bằng R. Đấy là được một phương trình nhá. Và cái phương trình thứ hai nữa là vector IM ấy sẽ vuông góc với lại vector pháp tuyến của delta. Đấy như mà thầy trình bày cho em cách giải thứ hai đây. Đây cách 1 nhá. Cách 1 thì em đặt I bằng XI nhá. Đấy thì các em sẽ thấy ngay là IA bình hay là AI bình ấy bằng AM bình đấy là một nhá và cái thứ hai này vectơ im hay là mi vuông góc với lại u delta đấy thì giải cái hệ này là các em sẽ tìm được x y nhá nào rõ chưa im sẽ là à, đây là y x y này vectơ im là x trừ một y trừ hai u delta đấy, u delta bằng bao nhiêu nhỉ cái đấy u delta tính bằng cái nhá vectơ pháp tuyến là một âm một thì vectơ chỉ phương là một một thôi Đấy thì em giải cái này xong. Đấy một cái hệ của y mà. Giải cái này cũng dễ các em nhá. Y bình thì tính cứ theo khoảng cách thôi. Đấy y mà bình thì tính theo khoảng cách thôi. Thế cách 2 này. Thì các em biết là y thì nằm trên đường thẳng D1 rồi. Là qua m vuông góc với lại delta chưa? Đây. Chính là D1 đây nhá. Và các em thấy là gì đây? Tâm vì đường tròn đi qua hai điểm A và M ấy, cho là tâm của nó cũng phải nằm trên cái đường thẳng trung trực của AM chưa? Đấy, cái tức là các em làm nó liên quan tới đường thẳng nữa để cho nó khác khác lên một chút nhé. Đấy, thì là y nó nằm trên đường thứ hai là đường thẳng sau đây. đi qua trung điểm của AM. Hay trung điểm mà các em ký hiệu là điểm à, P đi. Hay điểm G cũng được. G trung điểm của AM thì các em tính tọa độ ngay nha G này. 1 cộng 1 là 2 2 chia được 1. Tung độ là 2 cộng 2 2 bằng 0. Tọa độ được 0. G 1 0 đấy. Cái đường thẳng thứ hai đây. Đây là đường trung trực của AM anh em ạ. Đây D2 đây nhá. Anh dùng nghe chưa? Đi đường tròn đi có hai điểm A và M ấy, thì là nó phải nằm trên đường trung trực của AM đây là D2. Đấy thì vấn đề các em chỉ cần lập phương trình thẳng D1 D2 là giải ra được tọa độ trung tọa độ tâm đường tâm đường tròn nên mà là xong mà. Đấy. Cách hai thì ta có Y chính là bằng D1 giao mới đề mấy này D2 với gì nhỉ D1 là qua điểm gì qua điểm M tọa độ 12 và vuông góc hay là gì Delta Đấy, D1 thế này thì các em lập phương trình D1 ra ngay nhá là vuông góc Delta thì các em thấy là vuông góc Delta thì các em thấy là U Delta là có gì nhỉ U Delta là bao nhiêu U Delta đây 11 trên này rồi. Đấy Thì suy ra này Cái U delta này chính là vector pháp tuyến của đường D1 chưa U delta đây Đấy Đây là U delta nhá Đấy thì suy ra là gì ND1 ấy Chính bằng U delta thôi Là bằng gì 1 1 Đấy vậy các em suy ra phương trình D1 là có dạng này Đây D1 trình là gì tổng quát nhá 1 nhân với lại x trừ 1. Đấy đi qua m mà. Vector u đây. À vector n đây. Đấy. Cộng 1 nhân với lại y trừ 2 bằng 0. Đấy vậy cái này tương đương ra nhá. Là x cộng y trừ 1 trừ 2 là trừ 3 bằng 0. Đấy chính là D1 nhá. Được phương trình D1 xong. Các em tìm D2 nữa là xong. Đấy. Này D2 này Là đi qua điểm gì đây G Cô tốc là gì 1 0 Là gì Trung điểm của gì AM Đấy và vector Pháp tuyến Chính là vector AM, à, AM ấy ND2 này. Chính là vector AM các em nhé Đừng trung trực mà AM thì lấy của M chỉ qua là 0 nhá Và 2 chí chữ 2 là 4 Hay đặt 4 ra ngoài kìa em nha Là 01 Đấy thế tế suốt phương trình của D2 là bao nhiêu này Phương trình của D2 Là 0 nhân với lại là X chỉ 0 Cộng với lại 1 Nhân với lại là Y chỉ 0 Bằng 0 Hay là tương đương chỉ còn mỗi y rồi Y bằng 0 thôi Đấy, thế vậy D1, D2 công trình hết rồi. Đây D2 nhá. Đấy. Thì ta có y bằng giao của D1 D2 Thế vậy thì xưa là tọa độ gì đây? Tọa độ của y là nghiệm của hệ. Ta bởi D1 và D2 là D1 thì đây. X cộng y trừ 3 bằng 0. Y bằng 0, đấy, giao điểm mà điểm chung điểm chung thì chính là để tìm giao điểm thì các em giải cái hệ này xong thế các em thấy ngay y bằng không rồi thì các em thấy thay không lên đây x chỉ 3 bằng không là x bằng ba thôi đấy y bằng không y bằng ba thế vậy thế suy ra ngay điểm y thuộc bao nhiêu này là ba không đấy y ba không là xong ngay rồi đó. các em tìm bán kính nữa là xong thôi y là ba không nhá vậy thế suy ra bán kính này bán kính đường tròn bán kính r nó chính bằng độ dài của đoạn gì IA em nhá lại bằng im cũng được im là lấy căn bậc hai rồi m có rồi một hai i là ba không tức là một trừ ba tất cả bình cộng với gì hai trừ không tức là hai bình là căn bậc hai của nhá một trừ ba là hai hai bình là bốn 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 là tám căn tám r là căn tám thế thế xưa phương trình đường tròn là gì là x đây tâm y đây x 3 tất cả bình cộng với y 0 không tức là y bình ấy bằng r bình tức là căn 8 bình là bằng 8 nhé đấy đây chính là y thứ hai của viết phương trình đường tròn y thứ ba nhá là lập phương trình đường tròn c có tâm y tọa độ 3, 1, và chắn trên đường delta có phương trình là x 2y cộng 4 bằng 0. Đấy, tâm y có rồi. Delta có rồi. Một dây cung có độ dài bằng 4. Đấy, dây cung có độ dài bằng 4. Đấy, tức là có nghĩa là đường thẳng này sẽ phải cắt đường tròn tại hai điểm các bạn AB ấy. Và độ dài đoạn AB bằng 4. Đấy, minh họa đây các em nhé. Minh họa cụ thể cho các em rõ này. Cái trường hợp này đây. Đường tròn này. Đấy, đừng chọn tâm y đây. Tâm y có tốc độ này nhá. Là 31 này. Đường thẳng delta. Đấy, delta đây các em nhá. Thưa chắn trên delta một dây cung là 4 tức là dây cung nó sẽ là AB cho đây là delta này, chắc chắn là delta phải cắt đường tròn tại hai điểm AB đây. Và độ dài AB bằng 4. Đấy. nghe vậy là cái gì ơi. Tức là giả sử delta cắt đường tròn tại gì nhỉ? Hai điểm AB với gì? độ dài AB bằng gì? Bằng 4. Đấy đúng theo giả thiết mà. Thế các em thấy cái chiến đặc biệt của chỗ này Cái hình này như sau này. Gọi y là trung điểm của AB các em ạ. Thì các em thấy ngay điều gì nhỉ? À, gọi điểm M là trung điểm của AB. Thì có phải là AM sẽ tức là IM sẽ vuốt AB không? Tính chất này các em rõ rồi, từ lớp 9 đã biết rồi. Đường nối tâm và trung điểm của dây cung sẽ vuông góc với dây cung đó Đấy, AM vuông góc đây nha. Đấy. Vậy AM các em biết mà. AM biết, có phải AM chính là khoảng cách từ y thẳng đến tao. Đấy, gọi M này. Là trung điểm của AB nhá. Thì các em suy ra ngay là gì? IM vuông góc là gì? AB và IM nó phải chính bằng khoảng cách từ điểm I tới thẳng delta không các em? Đấy các em tính được ngay, I có tọa độ rồi, delta có phương trình rồi. Thế chính là tuyệt đối này, x hàng 3 vào, tức là 3 thì đi 2 y tức là 2 x 1 cộng 4 chia căn bậc 2 hệ số x bình là 1 bình này cộng với âm 2 bình. Đấy các em thấy tính ngay nhá. 3 cộng 4 là 7, 7 là 5, tức là 5 chia căn 5 thì nó bằng căn 5 nhá. Đấy, IM bằng căn 5. Đấy, người ta yêu cầu lập phương trình đường tròn thì phải tìm bán kính nhưng mà. AB bằng 4 này này. Thế bây các em minh họa hình ra, đây AB bằng 4 thì cái này phải 2 không? AB bằng 4 nha. Thì AM bằng 2 không? MB bằng 2 chưa? Và cái này là căn mấy rồi? Căn 5. Thì vậy các em thấy là ngay bán kính đường tròn đấy. Ngay bán kính đường tròn đây. IA này. Hay tam giác vuông luôn các em. Thì tính là cái IA chưa? Đấy. Thì ta có là gì? Xét tam giác vuông này. IMA Thì ta có là gì đây Là IA bình ý Bằng IM bình chưa Cộng với gì MA bình không IM là một căn 5 rồi Bình Cộng MA là 2 Thế là cộng 2 bình Thì bằng 9 chưa Đấy IA bình bằng 9 Thì có phải chính bằng R bình không Đấy Thế có ngay R R bình bằng 9 rồi tâm thì y rồi thế vậy thì phương trình ấy phương trình đường tròn c là gì nhỉ phương trình đường tròn c là x trừ 3 tất cả bình cộng gì nhỉ y trừ 1 tất cả bình bằng r bình thế là bằng 9 đó đấy cái mấu chốt ở đây là các em phải vẽ được hình ra nhé và phân tích được cái hình là xong Đây trình mày, các em nhớ trình mạch cụ thể đấy nhá. Đây là IC. Tiếp ID đấy nhá, một ý nữa. Làm cho các em rõ đi. Trên lớp có thể các em chưa gặp những dạng này nhưng mà qua video này các em sẽ thấy rõ ngay rồi. Mà các em nhớ là cái yên tâm là thầy đồng hành đối chúng ta ở trong cái lớp 11 nữa. Các em chú ý là sang lớp 11 ấy thì là do các trường ấy nó cũng tổ chức thi đánh giá năng lực và bảo lưu kết quả trong vòng 2 năm. Trên là các em có nhu cầu à, thi giá năng lực trước ấy, thì hãy đăng ký với thầy nhé. À, thầy à, sẽ kết hợp với lại thầy à, Hồ Thức Thuận ấy, sẽ làm cái à, khóa luyện đề à, đánh giá năng lực có, các em có nhu cầu thì hãy inbox cho thầy nhé Còn cụ thể khóa học thì thầy sẽ có video giới thiệu riêng Đấy, Chúng ta phải cố gắng học tập để mà sau này Xây dựng tương lai của bản thân Có biết kiến thức thì chúng ta mới thành công được nhé Mà các em thấy là muốn thành công thì chúng ta bắt đầu phải có kiến thức Đấy cho nó là cơ bản nhất có thể là học tập giỏi chưa chắc đã giàu nhưng mà để giàu được thì bắt buộc chúng ta phải phải giỏi đấy hai cái này nó là cái cái, cái gần như cái chân lý này các em nhé đây ý, đây là ý d nhé đây ý c rồi ý d đây là lập phương trình đường tròn có bán kính bằng 1 và tiếp xúc với trục ox và có tâm thu đường thẳng x cộng y chế 3 ba bằng không đây thì đối chiếc này thầy cũng minh họa ngay cho chúng ta đây. Hai trục OX này. Đường tròn này. Đây chụp đi các em nhá. Đây là minh họa thôi, chụp uy chúng không cần quan tâm đến đâu. Tâm đường tròn thì nó lại nằm trên đường thẳng gì nhỉ? Delta. Đây các em kia là delta đây đi. Như này đây là cái đường delta các em chú ý là nó chính là song song với à, song song với đường y nghịch đấy thì cụ thể nó phải vẽ chuẩn như này nha đấy delta đây tâm y đây bán kính bằng một thì các em chú ý đây bán kính bằng một nha đây các em vấn đề là các em cứ minh họa được cái hình ra thôi là sẽ giải quyết được bài toán thôi nên cứ yên tâm Đấy, hình vẽ rõ ràng và đẹp cho các em đấy nhìn nữa nhé. Tức là gì? Có bằng cái bằng 1 này, tức là R bằng mấy này? Tiếp xúc với UX ở đây. Đấy, vuông góc này này. là R bằng 1, tức là đối Y, khoảng cách từ Y tới trục UX là bằng 1. Tâm thuộc đường thẳng này. Các em chỉ cần tìm tâm thôi, bán kính bằng 1 thôi mà. Đấy, phải phân tích chỗ này như sau đây nhé. Các em thấy là gì đây? Là đường thẳng delta này có phương trình rồi. Thì các em sẽ tìm được ngay tọa độ của điểm Y. Đấy. Và các em thấy là gì đây? Khoảng cách từ điểm Y tới trục OX. Đấy. Thì đầu tiên cái cái cần quan tâm này. Trục gì? OX là phải có phương trình nào đó. Nó đường thẳng mà. Có phương trình là gì? là y bằng 0 các em nhé. Y bằng 0 tại sao? Bởi vì nó đi qua điểm gì? Qua điểm O là tọa độ gì? không không, Đấy cái này các em viết phương trình luôn nó không phải giải thích đâu. Và có vectơ pháp tuyến ấy chính là vector gì không? Bằng 0 1 chứ à? Đấy thì các em lập phương trình ra là y bằng 0 thôi. Chú ý phương trình y bằng 0 xong rồi. Đấy cái thứ hai cần quan tâm nữa này. Là điểm Y nằm trên đường thẳng này. Vì điểm Y thuộc đường delta có phương trình là gì đây? x cộng y trừ 3 bằng 0. Thế từ đây các em phải rút a này. Rút ra y y nó phải bằng là 3 chữ X không các em? Đấy, cái quan trọng rút y 3 chữ X Thế vậy các em đặt x bằng a ấy, thì y nó sẽ là 3 trừ a thôi. Đấy, vì điểm y thuộc delta phương trình này tên suy ra điểm y. Chế độ sau đây. Có độ bằng nha, các em đặt là a. x bằng a thì y phải là 3 trừ a không? Đấy, y bằng 3 chữ A mà kéo cứ đặt x bằng A thôi. Thì tung độ nó là gì? 3 chữ A. Đấy, thế đây coi như đến đây là xong rồi đấy. Khoảng cách từ y tới đến tới, tới tới đường OX này bằng bằng 1 là xong thôi. Đấy, theo giả thiết này. Là khoảng cách từ điểm y tới trục OX ấy. Phải bằng 1 đúng không? Kia? Bán kính bằng 1 mà. Nghe bán kính bằng 1 này, khoảng cách đây. Thì này tương đương là gì? Điểm y của tốc độ rồi nhá, y tọa độ đây. Hoành độ là A, tung độ là 3 chữ A Trục x của phương trình trên này Y bằng 0 này rồi à? Đấy, cái này tương đương này, chiến đối A không có x thay vào là 0 rồi à? Y thay bằng 3 chữ A đó. Vậy chia đối của 3 chữ A Trên căn bằng 2 Là phương trình đây, không có x Chỉ có mỗi số Y là 1 thôi Tức là 0 bình Cộng 1 bình Đấy, bằng 1 Đúng không nhỉ? Bán kính bằng 1 mà Hỏi bằng 1 đây này Thế vậy các em thấy là tương đương ra là gì? Chia đối của 3 chữ A bằng 1. Thế sẽ được hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là 3 chữ A bằng 1. Trường hợp thứ hai là 3 chữ A bằng âm 1. Đấy, thế thì sẽ thế, thế, thế tìm được ngay. 3 chữ A bằng 1 thì A bằng 2 nhá. 3 chữ A bằng âm 1 thì A bằng 4. Đấy. A bằng 2, A bằng 4. Đấy, vậy A bằng 2 thì các em sẽ tìm cái tâm Y thôi. Nào, y là a và 3 chữ a thì là tức là 2 không? 3 chữ 2 còn gì? 1. Đấy. A 4 thì tâm y như sau đây. 4 3 chữ 4 là âm 1. Đấy, vậy được hai điểm y đây, y1 kèm kèm y1 đi 2. Bán kính có rồi. Đấy thế vậy là gì đây? Với y1 là tọa độ bao nhiêu này? 1 thì suy ra phương trình đường tròn C, ấy. C1 sẽ là bao nhiêu? x 2 bình cộng cái gì? y trừ 1 bình bằng 1 nhá. Đấy với y2 là 2 à 4 âm 1. Thì được cái đường tròn C2 này công trình là x trừ 4 tất cả bình cộng với lại là y cộng 1 tất cả bình bằng 1. Đây tại sao có hai đường tròn này các em thấy chứ này, thầy minh họa đây nhá. Đây nó còn một chiều bên dưới nữa này. em một bên dưới này nha, đấy cũng có đường tròn này các em nhìn này, đây nhá, do thầy để cái này nó hơi to thế này, cái đường tròn dưới đây như sau này, đây, các em chú ý nha, có hai kết quả đấy, anh em thấy chưa, có hai kết quả này chưa, đấy, tâm y nằm trên đường thẳng này mà, đây y đây. Đấy, hai kết quả các em nhé. Đây là nội dung bốn uh, cái ý về viết trình đường tròn. Nó thể có có nhiều uh, dạng khác nữa một chút nhưng mà các em trên cơ sở là các em phải biết phân tích đầu bài này, vẽ hình ra này và chúng ta làm thôi. Đấy nhớ trình bày nó đầy đủ. Đấy, cái quan cái này quan trọng nhất này các em này. cái chỗ này là quan trọng nhất đấy các em nhé. Hay dùng lắm đấy, các em phải chú ý cái chỗ này cho thầy. Là y thuộc đường thẳng này này. Đấy thì các em tham số hóa cái tọa độ của y ra đây chính là đây này quan trọng nhất cái chỗ này này y là a và 3 chữ a này từ cái trên này này đấy là về phương trình tròn nó sang tiếp một số 1-2 một, câu uh, vận dụng liên quan tới hoán vị trình hợp tổ hợp à, nó làm y uh, um, thứ a là có 10 người cùng vào thang máy ở tầng 1 của một tòa nhà cao 10 tầng và đi lên trên. 8 người này. Đây cái quan trọng của nhà 8 người. Cùng vào thang máy ở tầng 1. Phải biết phân tích cẩn thận nhé. Tòa nhà cao 10 tầng và đi lên trên. Đấy, thì chắc chắn là tầng 1 không có ai rồi. Đây kèm thứ nha. Cái tầng 1 ấy là không có ai nhá. Phải đi lên mà. Thế vậy tế suy ra ấy, 8 người này này Thế phải gì nhỉ? Ra Các tầng Từ mấy nhỉ? Từ 2 đến gì? Đến 10 Đấy, từ 2 đến 10 là em có mấy tầng nhỉ? Nó có 9 tầng nhá Đấy Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để trong 8 người đó có đúng hai người ra ở cùng một tầng và mỗi người còn lại ra ở mỗi tầng khác nhau. Đấy thì có nghĩa là cái phân tích như sau đây nhá, các em thấy nha, có 10 10 tầng nhưng tầng 1 là bỏ trống rồi. Đây vẽ hình ra cho các em rõ đây. Đấy, đề từ tầng 2 này. Đây, tầng 1 đây. Tầng 1 nhá. Tầng 1 đi lên mà. Thì vậy chắc chắn là cái này là sẽ không có ai ra nhá. Đấy, bởi vì đi lên mà không có ai thì coi như bỏ mất một tầng thôi. Thế vậy chỉ còn mấy tầng nữa các em? Đây còn 9 tầng nha. 9 tầng thôi. Đấy, phải phân tích chỗ đấy, không tí nữa cho cả tầng 1 vào là là không được đâu. 8 người vào tầng 1 và đi lên mà. Ừ. Thì bài toán hỏi là có nhiều cách sắp xếp để trong 8 người đó có đúng hai người ra ở một tầng Đấy tức là xét trong trong cái tầng 2 đến tầng 10 này sẽ có hai người ra một tầng và sáu người còn lại ra ở các tầng khác nhau. Đấy thế bài toán này. Đấy bài toán yêu cầu là gì đây? Là có gì? Hai người ra ở cùng một tầng. Và gì? Sáu người ra ở các tầng khác nhau. Thì cái 6 người còn lại này không thể ra ở cái tầng mà có hai người ra cái đâu nhé. Thế bài toán này thì đến đây thì đơn giản rồi. Thế bước 1 các em phải làm sao đây? Bước 1 thì các em phải chọn hai người trong 8 người để ra một tầng chưa? Bước 1 này chọn gì? Hai người trong gì? Trong 8 người đúng không? Ra ở một tầng trong gì? 9 tầng đấy nhá. Đúng nhỉ? Chọn hai người trong 8 người, chắc chắn rồi, phải chọn hai người. Trong 8 người ra ở một tầng trong 9 cái tầng này. Đấy thì các em thấy có nhiều cách nhỉ? Có nào chọn hai người ra đó. chọn hai người ra chọn hai người trong 8 là C2 của 8 chưa ra ở một trong 9 tầng thì cách có thể chọn được từ tầng 2 đến tầng 9 để ra gì à tầng đến 10, 10 ra này. thì là có 9 cách chọn đấy cách đúng không đầu tiên là chọn hai người và chọn một tầng trong 9 tầng đấy thế bước 2 này là 6 người còn lại ấy. thì phải đâu đây xếp tức là phải ra ở 8 tầng còn lại thôi ở 8 tầng còn lại tại sao 8 tầng em theo bởi vì đã hai người bên trên đã chọn ra một tầng rồi mà thì 9 tầng thì chỉ có lại 8 tầng còn lại thôi thì có nhiều cách nhỉ mỗi người ra 1 thì ra một tầng mà thầy suy ra là có từ đây a 1 là a 6 của 8, 6 người ra 6 người ra 8 tầng mà. Tức là chọn 6 số xếp vào 8 vị trí. Hay là từ 8 tầng này này, các em chọn ra 6 tầng để xếp 6 người thì chính là a 6 của 8 thôi. Tức là 6 người mà có 8 tầng thì bắt đầu các em phải chọn 6 tầng trong 8 tầng và sắp xếp 6 người. Đấy không? Thì chính là a 6 của 8. Đấy vậy theo quy tắc nhân này nhỉ. Thì tất nhiên là có rồi đây C2 của 8 này Nhân 9 Mà nhân với gì A6 của 8 Cách Đấy Thì kết quả nó ở đây Các em lên máy tính tự bấm ra là xong nhé Đấy Đây là nội dung Với câu um, Vận dụng cao thứ nhất Tiếp theo Là câu Một ý nữa Đây cuối cùng các em nhé Là cho thợp A Gồm uh, sáu cái số từ 0 đến 6. Bài toán hỏi là có nhiều số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A. Đồng thời có đúng hai chữ số lẻ. Đây, 5 chữ số nha. Đôi một khác nhau. Đồng thời có đúng hai chữ số lẻ và hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau. Đấy. Thì phân tích bài này các em thấy là gì đây? Đây là có mấy số nhỉ? Cái tập trên ấy. Phải có 7 số không? Đấy trong đó là gì nhỉ? 3 số lẻ. Là 1, 3 và 5 không? Và cái mấy số chẵn nhỉ? 4 số chẵn. Là 0 này, 2 này, 4 và 6. Hết để giải bài toán này có phân tích như sau nhé bài toán này tức là trong năm số này thì có đúng hai chữ số lẻ Đấy, đúng hai chữ số lẻ này và hai chữ số lẻ đó phải đứng cạnh nhau tức là ở đây các em phải chú ý này là cái số a b c d e hay là cái số a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 ấy thì phải có hai số lẻ nhá đấy và gì ba số chẵn đấy ví dụ hai số lẻ này thì là phải đứng cạnh nhau Thế còn ba số chẵn thì có thể là lấy bất kỳ trong cái số 0246 này và xếp vào sao cho số 0 không đứng đầu là được đấy, thế để làm cái này đầu tiên các bạn phải làm sao đây vì hai số lẻ và hai số lẻ đứng cạnh nhau mà thế nên các bạn đặt m nhá đầu tiên là đặt cái này m bằng xy với xy thuộc cái tập là gì? Hai số lẻ là 1 này, 3 5. Vậy suy ra là có 6 số m nhé. Đấy, sẽ ra có số số m thì các em thấy là gì đây? Chọn x thì có 3 cách chưa? Bởi vì có 3 số lẻ mà. Chọn y. Đấy, thì còn hai cách. Thì vậy là cái số m có dạng x y sẽ là có 6 số m. Đấy, là cái bài toán là cái cái cái, cái chú ý đầu tiên nhá. Tức là ta buộc phân tử vào mà m bằng x y mà. Thì coi m là một số có hai vị trí thôi. Là một số có hai chữ số ấy, là m bằng x đây này. Đấy. Thế rồi tiếp theo này, phân tích tiếp theo nhá. Thế rồi tiếp theo là các em cần phải chọn ba số chẵn nữa. Đấy. Thì tiếp theo là ta phải chọn gì nhỉ? ba số chẵn trong bốn cái số 0246 này. Đấy. À. Với mà để tạo thành cái một cái số thỏa mãn yêu cầu nhé Đấy tạo thành một số Có gì đây chữ số cuối là chẵn Đấy Đấy phải chọn ba số chẵn này Với số M Xếp thành một số có chữ số cuối là số chẵn Đấy tức là phải xếp vào bốn vị trí các em nhé tức là xếp vào gì nhỉ vào bốn vị trí đấy để tạo thành một cái số bốn vị trí bởi vì m nó là hai vị trí mà thế nó sẽ được số có năm chữ số chưa đấy thì sẽ có cái trường hợp sau nha các em sẽ là trường trường một số các số thỏa mãn mà có số không đứng đầu đây số có 5 chữ số thỏa mãn yêu cầu bài toán và có cả số không đứng đầu ấy đấy chỉ một cái xét cái này thế đầu tiên cái bước 1 này là phải chọn m rồi đấy nha Và chọn gì nhỉ? Ba số trong gì? Bốn số chẵn. Đấy, để tạo thành cái số có dạng gì? Bốn số là gì? m a b c. Đấy, thành bốn số là m a b c chưa? Đấy thì các em xem có nhiêu cách nha. Nào. Là M là đương nhiên phải chọn nhé. Thì không được chọn nữa rồi. Vậy là chọn 3, 3 số trong bốn số chẵn thì là có gì đây? C mấy nhỉ? C3 của 4 cách thôi. Đúng không? M bắt phải chọn thôi mà. B các em chỉ được chọn ABC thôi. Trong bốn số thôi. Đấy. 3 số trong bốn số chẵn là có C3 của 4 cách. Bước 2 này là ta phải xếp M và ABC. Và ABC vào bốn vị trí. Đấy, trong đó là M không được xếp cuối cùng nhá. M không được xếp cuối bởi vì khi xếp cuối là số lẻ. Đấy. M không được sếp cuối Đấy. Đây sẽ 4 vị trí đi các em nhá, bốn vị trí này. 1 nè này, 2 này, 3 4 là vị trí 1 2 3 4, đúng không nhỉ? Thế các em thấy là gì nhỉ? Nào vị trí 4 là phải xếp ABC gì? Có 4 cách chưa Đấy. Thế hẳn 3 vị trí còn lại. Ấy. Sẽ có gì? Còn lại 3 phần từ M và BC. Mà. Hoặc là M là AC. Vậy là có 3 giai thừa cách không? Đấy. Thế vậy thì theo quy tắc nhân nhé. Có đây. M là 6 trường hợp này này. Bước 1 là C3 của 4 cách này nhân với C3 của 4 này. C3 của 4 là bằng 4 nha. Đây cứ biết là C3 của 4 đi. Nhân với chiều dưới ở đây, đây. Vị trí 4 của 4 cách là nhân 4 này. Và 3 vị trí của này là 3 giai thừa này. Đấy sẽ bằng bao nhiêu nha. Là 6 nhân 4. C3 của 4 là bằng 4 này. Nhân 4. Và nhân 3 giai thừa là nhân 6 ấy. Đây là 576 nha. Số. Đấy, tức là trong 576 số này này có cả số không đứng đầu các bạn. Đấy, thế bây giờ các em chỉ xét trường hợp thứ hai là gì? Những số thỏa mãn yêu cầu bài toán mà số không đứng đầu tiên thôi. À trừ đi xong, đấy trường hợp 2. Là số thỏa mãn yêu cầu bài toán mà có gì đây chữ số gì nhỉ không đứng đầu ấy đấy thì bước 1 này là các em phải chọn m không và không chưa phải chọn số không nhé và gì hai trong ba số 2, 4, 6. Để tạo thành gì đây? bốn số nha. Đấy, thì có bao nhiêu cách nhỉ? M và không đương nhiên phải chọn rồi. Đấy, thì đương nhiên là không có cách, chỉ có duy nhất một cách thôi. Thế giờ chỉ cần chọn hai trong 3 số, 2, 4, 6 thôi. Thì là có C2 của 3 chưa? Bằng 3 cách này. Đấy, bước 2. Là xếp không vào vị trí đầu tiên số 0 nhá. Vào vị trí ban đầu số 1 này. Và thế này, hai cái số chẵn xếp vào vị trí chỉ số cuối. Thứ 1 nhá, một trong hai. Đây, tính là hai trong ba số này. Đấy, một trong hai số chẵn đấy. Còn lại xếp ở vị trí gì? Vị trí 4. Đúng không? Và M và số còn lại xếp ở vị trí 23. M và số còn lại nha. Xếp ở vị trí D. 2 và 3. Thì các em xem có nhiều cách nha. Nào, xếp số 0 vị trí số 1 thì chỉ có một cách rồi. Nào, một trong hai cái số chẵn còn lại phải xếp vị trí thứ 4 là cũng có một cách thế này. À có hai cách này. Tức là trong hai số chẵn này, tức là bắt buộc phải có M này, 0 này và AB chẳng hạn. Đúng không em? Vị trí đầu tiên là số 0 rồi nha một cách này. Vị trí cuối cùng phải là A hoặc B thì có hai cách chưa? Thế này còn lại là một cái số M với số B xếp vào hai vị trí còn lại thì phải là hai giai thừa không? Đấy. Thế bài tế xem quy tắc nhân này. Có nha. Này, M M là riêng riêng M là 6 cách rồi. Tiếp theo này, cái, cái bước 1 này này có 3 cách, Đúng không? Bước 2 ở đây. Bước 2 là có 2 nhân với lại 2 giai thừa. Các em xem bằng bao nhiêu nhá. 3 18 18 nhân 4. 6, 3, 18 rồi, 18 nhân 2 là 36, 36 nhân 2 là 72 à. Đây cái này bằng các em nhá. Là 63 18 này. 18 x 4 là bằng 72 nhá. 72 cách hay 72 số ấy. Đấy. Ở đây nhìn, hình như cái chiệp 1 thầy tính nhầm các em nhá. Đây các em chú ý quay lại chỗ cái dòng này này. Thầy nhầm chỗ này một chút đây nhá. Vị trí 4 đây các em chú ý này. Vị trí 4 đấy đây này, các em thấy chỉ có là nó gì đây? M A B C vị trí 4 là có ba cách đấy các em nhé, cái chỗ này ba cách thôi. Ba cách thôi nha, không phải bốn cách nha. Bởi vì M M và A B C các bạn thì M không được đứng cuối mà. Đấy, M A B C Tức là vị trí cuối cũng phải lấy, lấy số chẵn. Thì là chỉ có ba cách thôi nha. 3 cách thôi Đấy vậy ở đây là Kết quả dưới này này Cái này là không phải số 4 mà số 3 nhá Là 3 Đấy vậy cái này là 3 nữa nhá Đây là 3 Em xem bằng bao nhiêu nhá 6 424 24 x 18 4832 viết 2 x 3 này 3 là 192 này. 14 là 4. 21 là 2. 2 này. 3 này. 432. Đấy cái này bằng 432 các em nhá. Đấy. Thế vậy là gì đây? Các trường hợp triệp 1 là có số 0 đứng đầu là có 432 số này. Triệp đây triệp có cả số 0 là 432 nhá. Triệp thứ hai là số 0 đứng đầu là 72. Đấy, thế bài từ đây này. Số thỏa mãn yêu cầu bài toán đấy. Là đây. Các em phải lấy 432 nhá. Trừ đi 72. Là bằng 360 nhá. Đấy, kết quả là 360. Thế tại sao các em thấy không? Có cả số không đứng đầu là có 432 số gì? nhưng bắt buộc là cái là một số tự nhiên ý, thì số 0 không thể đứng đầu thì các em phải lấy là tất cả những số có số 0 đứng đầu là 432 trừ đi những số có số 0 đứng đầu là 72 thì là 360 đây. Đấy, thế vậy kết quả là 360 các em nhé. Đấy chính là cái nội dung với câu uh, ý B, câu cuối cùng trong cái đề ôn uh, tập học kỳ 2 lớp 10. Các em xem, xem video thấy hay ý nghĩa thì hãy cho thầy một like, một đăng ký và chia sẻ cho các bạn cùng theo dõi nhé. Video đến đây là kết thúc. À, hẹn các em trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các em.